Hôm qua chúng ta đã ôn 6 số đo mà liên quan đến phần mà các số đo về thể học là cái phần mà mắc bệnh như tử vong. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp cái phần còn lại, đây là số đo kết hợp nhân quả và số đo tác động. Là ba số đo còn lại thì hôm qua như chiếu các bạn thấy bốn số đo đó ha. Thì AR, AR phần trăm là một cái biến thể của AR thôi. Thì bản chất cũng sẽ có ba số đo thôi. Thì nó sẽ nói hết bốn phần đó cho các bạn nắm. Thì đối với những số đo kết hợp nhân quả thì nó rất là khó. Như đó các em cố gắng tập trung nha, chỗ nào không hiểu tập hỏi liền nha. Chứ đừng để cho qua nha, anh sẽ lướt qua, anh sẽ đi nhanh là hôm nay không không kịp đấy. Rồi giờ tập trung với các em. Thì đối với cái phần mà số đo nhân quả thì các em lưu ý mình cái bảng này, cái phần lý thuyết nó nói rồi đó là cũng là cái bảng 2 x 2, và cái bảng này theo các em theo các em từ đầu tới cuối luôn là từ lúc các em học dịch tễ tới giờ, và những cái bài số đo hay cái bài mà liên quan tới phần mà thiết kế nghiên cứu cũng sẽ gặp cái bảng này đó. Rồi lớp hình như đã học học cái bài của thầy Du rồi chưa, bài sàn tuyển rồi chưa? Nếu đã học rồi thì các em cũng thấy một cái bảng giống giống như vậy nhưng nó không phải là bảng 2 x 2 nhớ ha, nó là bảng sàn tuyển. Phân biệt hai cái bảng này các em, bảng sàn tuyển sẽ khác, ý nghĩa sẽ khác và cách trình bày nó bản chất cũng giống như thế này, cũng chín con số cũng có bốn cột như vậy những cột như vậy, nhưng mà sao cái ý nghĩa sẽ khác nhau, chúng ta lưu ý dùm ha. Thì đối với bảng 2 x 2 này sẽ nhắc lại thì cái nguyên tắc trình bày bảng 2 x 2 á thì nó là nguyên tắc, nhưng chúng ta có thể tùy theo loại nghiên cứu mà chúng ta cách sắp xếp cột bệnh hay công bệnh như thế nào. Thì đây đối với bệnh thì người ta sẽ ưu tiên ta xếp lên cột, các em nhìn mình ha, thì ưu tiên xếp lên cột. Thì bệnh á, là có bệnh hoặc không bệnh, tùy theo nghiên cứu mà cái việc có bệnh không bệnh các em phải sắp trước hoặc sắp sau thì được hết, nghĩa là cột cột bên trái bên phải đó ha. Rồi rồi một cái hàng đó là có tiếp xúc hay là có phơi nhiễm, và cái hàng là không phơi nhiễm thì tùy theo nghiên cứu mà chúng ta sẽ cách sắp xếp như thế nào đó. Thì này họ sẽ nói phần từng phần hết. Thì giá trị A, B, C, D là những giá trị nó cố định trong những cái ô đó. Các em có đảo như thế nào thì giá trị mặc định nó sẽ nằm ở đó. Cho đó mình có đảo là có không bệnh ở trước thì A vẫn nằm chỗ đó các em. Nó sẽ không chạy theo. Mình đọc theo cái nghĩa là riêng, nhưng mà sẽ tùy theo nghiên cứu mà ta sắp xếp được. Thì bây giờ nếu mà dựa trên cái bảng này là một cột có bệnh, một cột không bệnh, một hàng tiếp xúc và ngoài không tiếp xúc, thì A lúc này nó là gì? Số người tiếp xúc mà bị bệnh, B là số người tiếp xúc mà không bệnh, C là số người không tiếp xúc mà bị bệnh, và D là số người không tiếp xúc và không bệnh. Thì các em biết những giá trị chỗ này mà ha, thì tương ứng A cộng B sẽ là tổng số người tiếp xúc, C cộng D là tổng số người không tiếp xúc, A cộng C là tổng số người bệnh, B cộng D là tổng số người không bệnh, A cộng B cộng C cộng D là tổng số người trong quần thể hay tổng số người nghiên cứu. Rồi cái này ha. Rồi thì đối với dạng bài mà tính toán những số đo liên quan cộng nhân quả thì cái bảng 2 x 2 các em phải lập được. Ở nguyên tắc lúc tính những số đo này bắt buộc phải lập bảng 2 x 2, mà nếu không lập được thì chúng ta sẽ không tính được. Thì nhớ giùm mình cái này. Rồi giờ vô từng phần số đo hết là các số đo kết hợp nhân quả. Thì số đo thứ nhất các em được học đó là nguy cơ tương đối hay là tỷ số nguy cơ, ký hiệu là RR. Thì nguy cơ tương đối hay tỷ số nguy cơ thì chúng ta hiểu như thế nào nguy cơ trước. Vậy đây họ định nghĩa là gì? Nguy cơ là xác suất một biến cố bất lợi xảy ra trong một khoảng thời gian xác định. Nhớ à, xác suất một biến cố bất lợi xảy ra trong khoảng thời gian xác định. Và khi gắn với nguy cơ là gắn với cái gì đó nó bất lợi hay có hại. Rồi, ví dụ có 100 bệnh nhân mắc ung thư X được điều trị tại bệnh viện Nga. Sau 3 năm điều trị có 30 người tử vong. Thì lúc này người ta đặt câu hỏi là gì? Xác suất tử vong hay là nguy cơ tử vong như thế nào? Thì lúc này xác suất tử vong hay nguy cơ tử vong ta sẽ sử dụng gì các em? Số người tử vong chia tổng số người người điều trị. Được ha, là ra là 30%. Và các em nhớ mạnh ha, xác suất hay là nguy cơ thì sẽ ra là đơn vị là phần trăm. Tương với thì mình phải nói là tỷ lệ cũng được. Thì chỗ này nhớ dùm. Thì đó là bản chất là nguy cơ, định nghĩa một cái nguy cơ. Rồi, vậy chỉ số R rồi chúng ta là gì? Là tỷ số nguy cơ hay là nguy cơ tương đối đúng không? Thì tỷ số nguy cơ mà các em học tỷ số rồi, tỷ số bản chất cũng là phân số đúng không, mà tỷ số nguy cơ có nghĩa là phép chia giữa hai cái nguy cơ với nhau, được chưa này ha. Rồi rồi gắn vô bảng 2 x 2, rồi cố gắng tập trung nghe, chỗ nào không kịp thì hỏi liền anh nha. Rồi bảng 2 x 2 như nãy anh trình bày các bạn rồi, thì chúng ta tính R rồi, trong trường hợp này là chúng ta tính tỷ số nguy cơ là lấy hai nguy cơ chia với nhau. Thì lúc này sẽ có một nguy cơ thứ nhất các em cần phải tính, đó là nguy cơ mắc bệnh trong nhóm có tiếp xúc, hay còn gọi là tỷ lệ bệnh trong nhóm có tiếp xúc. Được ha, tại năm nguy cơ tính là tính phần trăm, do hay gọi là
nguy cơ bệnh trong nhóm có tiếp xúc hoặc là tỷ lệ bệnh trong nhóm có tiếp xúc hay là xác suất bệnh trong nhóm có tiếp xúc đều giống nhau hết. Nha. À, chữ tiếp xúc này có thể thay bằng chữ phơi nhiễm thì theo cách người ta dùng từ thôi. Vậy là lúc này ta nhìn lại các bạn hay mình. Nguy cơ bệnh trong nhóm có tiếp xúc. À, nhóm tiếp xúc chúng ta là A cộng B mà bệnh trong tiếp xúc chính là A. Vậy là nguy cơ bệnh trong nhóm tiếp xúc hay là tỷ lệ bệnh trong nhóm có tiếp xúc chính là A chia A cộng B. Để cho này ha. Rồi, tương tự, cái nguy cơ thứ hai là nguy cơ bệnh trong nhóm không tiếp xúc hay là tỷ lệ bệnh trong nhóm không tiếp xúc. Thì nhóm không tiếp xúc chúng ta là C cộng D mà bệnh trong không tiếp xúc là C vì tỷ lệ bệnh trong nhóm không tiếp xúc là C chia C cộng D. Được hai cái nguy cơ ha. Vậy rồi là các em tính bằng cách là lấy hai nguy cơ này chia với nhau thì chúng ta sẽ được R ra. Được ha, đây là công thức. Rồi, thì khi chúng ta lập được bảng hàng hai chúng ta thế những con số này theo công thức chúng ta sẽ tính được. À, nhớ dùm chỗ này. À, thì bản chất ER nếu các em biết được giá trị, giả sử như chúng ta không biết được là A, B, C, D cụ thể con số như thế nào, nhưng chúng ta biết được tỷ lệ mắc tích lũy một cái bệnh đó trong nhóm tiếp xúc hoặc là tỷ lệ mắc tích lũy bệnh đó trong nhóm không xúc, chúng ta vẫn tính được ER. Các em, thì đây là cái giá trị những công thức mô tả trên đây. Rồi chúng ta lưu ý dùm. Vì ER chúng ta tính ra một giá trị bất kỳ, nó là nguy cơ tương đối hay tỷ số nguy cơ, thì sẽ ra một con số bất kỳ. Thì con số này chúng ta sẽ phiên giải như thế nào? Thì đó là cái phần quan trọng của ER, phần số đo cái hàm nhân quả này. Bất kỳ số đo này các em tính ra được phải phiên giải hết. Giả sử trong trường hợp này em tính ER bằng 3 thì sẽ đọc như thế nào? Giả sử như kết quả chỗ công thức này nó ra là số 3, nghĩa là ER bằng 3 thì sẽ đọc như thế nào? Thì chúng ta nhớ là gì? Nếu các em trình bày theo hai bước như thế này và tới bước này. À, thì giả sử như chúng ta không nhớ cái phiên giải, chúng ta sẽ dựa trên những cách chúng ta trình bày trước đây nè, trước đó nè, chúng ta đọc được. À, ta đọc từ ha, nguy cơ bệnh trong nhóm có tiếp xúc cao gấp 3 lần so với nguy cơ bệnh trong nhóm không tiếp xúc, thì đó là cách đọc. Nghe các bạn, hoặc là gì, nguy cơ bệnh trong nhóm có tiếp xúc cao gấp à, cao hơn nguy cơ bệnh trong nhóm không xúc 3 lần. À, cách nào cũng được. À, ngoài ra ER còn cách đọc khác là gì, chúng ta đem tiếp xúc ở trước để chúng ta đọc. Cái này học rồi anh chỉ nhắc lại thôi nha. Thì đọc đem tiếp xúc đọc người ta đọc như thế này: những người hay là những người tiếp xúc ha, có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 3 lần so với những người không tiếp xúc. Thì đó là ba cách đọc đối với ER. À, chúng ta ưu tiên cách nào chúng ta hay dễ nhớ đó thì các em cứ đọc. À, rồi gắn vô ví dụ. Ví dụ trong đây rất là dài ha, thì em sẽ đọc lại ví dụ cho các bạn. Một nghiên cứu đoàn hệ tiến hành trên 2.000 người hút thuốc lá và 3.000 người không hút. À, muốn biết xem là hút thuốc lá với bệnh vành có liên quan không? Thì họ mới nghiên cứu cái đánh giá cái quá trình này trong vòng 10 năm họ theo dõi. Thì kết quả trong nhóm người hút thuốc lá có 80 người bị bệnh vành, trong người không hút thì có 30 người bị bệnh vành. Khi mà tính nguy cơ tương đối và lý giải kết quả trong trường hợp trên. Việc bài này muốn làm thì đầu tiên ta phải làm gì các em? À, cũng phải lập bảng 2x2. Được ha. Dưới này lập bảng 2x2, ta giải cái bảng ra. À, chúng ta điền những đúng theo những giá trị nó ta đã coi cái đề bài ta yêu cầu ha, là dễ đúng những cột này và điền đầy đủ 9 con số thì coi như ta điền 72 hoàn tất. Một cái lưu ý mà trước khi các em làm cái bài tập nhóm ha, thì dưới sau này bài thi á thì cái này nó khác chứ hôm qua xíu là gì, hôm qua các em vẽ cái chục thời gian mà tính để tính ER đúng không, thì chúng ta phải mà nháp, còn ngược lại cái bảng này sao phải bắt buộc phải vẽ trong bài làm, mà nếu vẽ đúng thì được những năm trước thì được nửa điểm, còn nếu mà vẽ sai á thì xác suất các em sẽ mất luôn cái điểm dưới, bởi vì các em vẽ sai chứ chắc không tính đúng được. Nhưng mà bài này cái bảng này bắt buộc phải vẽ vào, nên các bạn lưu ý giùm anh này. Rồi dựa trên cái dữ liệu dữ kiện hồi nãy, ví dụ nãy chúng ta sẽ điền 9 con số vào đây thì chúng ta điền như thế nào ha. Thứ nhất, nãy nghiên cứu đọc được cái gì các em? Nghiên cứu này tiến hành trên 2.000 người hút thuốc lá, thì 2.000 người sẽ điền ở đâu? Sẽ mô tả các bạn ha. Hai người chúng ta sẽ điền ở tổng chỗ này, nghĩa là tương ứng với A cộng B cho các bạn hay chúng ta. Được ha, là số người tiếp xúc. Rồi, trong 2.000 người hút này có bao nhiêu người phát bệnh nãy? Trong cái kết quả này, cái bài đề ví dụ này các em đọc đó ha, thì có 80 người phát bệnh, thì 80 người tương ứng với chữ A. Nghĩa là số người tiếp xúc mà bị bệnh. Được này ha. Vậy từ có được A cộng B, có A chúng ta suy ra được B chỗ này. Rồi, tiếp tục cái ví dụ này anh sẽ điền những con số vào các em. Rồi, 3.000 người không hút thì trong 3.000 hút có 30 người phát bệnh, em ta suy ra được đề. Tương ứng mấy con số còn lại sẽ điền được. Thì đó là cái bảng 2x2, đó là cách điền.
cái game đọc một cái đề bài. Có bạn nào theo không kịp chỗ này không? Không kịp, không kịp thì mở mic lên nói giùm anh ha. Rồi thì sau khi điền bảng hay hay xong thì cái yêu cầu đề bài kia chúng ta làm gì, là tính tỷ số nguy cơ hay là nguy cơ tương đối. Thì như nãy như các bước anh trình bày các bạn đúng không, có bảng hay ngay rồi, chúng ta nếu chúng ta có bức R là bằng A chia cộng B chia C, C cộng D, chúng ta cứ thế vào chúng ta tính ra vẫn được. Thì cách tính nhanh ha các em, thế đúng công thức, thế con số vào chúng ta tính ra được thì bình thường. À, còn nếu chúng ta muốn trình bày nếu chúng ta muốn trình bày thì chúng ta trình bày theo những bước nãy đã trình bày các bạn, là tính hai nguy cơ trước sau đó chúng ta mới gáp số vô. Giả sử thì chúng ta nãy gì, nguy cơ bệnh trong nhóm có tiếp xúc hay là tỷ lệ bệnh trong nhóm có xúc tương ứng với A chia cộng B. Thì anh thấy bằng 80 chia cho 2000. Rồi cái nguy cơ thứ hai là nguy cơ bệnh trong nhóm không tiếp xúc, thì trong trường hợp này là nguy cơ bệnh trong nhóm không hút thuốc lá sẽ bằng C chia C cộng D. Anh tách cả hai cái vế anh tính riêng ha. Rồi là 30 chia cho 3000. Rồi thì công R rồi chúng ta cứ thế công thức vào ha các bạn, là A chia cộng B chia C cộng D. Đó, nếu các em không làm hai bước trên thì các em làm bước thứ ba, nhưng mà bước thứ ba này phải viết công thức vào, đó là A chia cộng B chia C cộng D. Hai rồi thế con số tương ứng vào để ra kết quả cho này. Ha. Rồi. Giả sử nếu ta tính được RR ra bằng 4 trong trường hợp này thì chúng ta sẽ lý giải như thế nào? Giống như cái lý giải này chỉ các bạn ha. Giả sử nếu các em không nhớ cách lý giải mà các em trình bày đúng ba bước này. Đúng ba bước này. Thì sẽ đọc như thế này ha. Nguy cơ bệnh trong nhóm hút thuốc lá cao gấp 4 lần so với nguy cơ bệnh trong nhóm không hút thuốc lá, hoặc là nguy cơ bệnh trong nhóm thuốc lá cao gấp nguy cơ bệnh trong nhóm không hút thuốc lá 4 lần. Cách nào cũng được ha. Rồi, còn một cách nãy đọc các bạn là gì? Những người tiếp xúc có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 4 lần so với người không tiếp xúc. Thì chúng ta gắn như ví dụ chúng ta ha. Những người hút thuốc lá nè, có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao gấp 4 lần so với những người không hút thuốc lá. Thì đó là những cách đọc nhé. Rồi. Theo kịp không các bạn? Có nhanh lắm không? Rồi, anh sẽ nhắc lại chỗ này nha. Thì đối với nguy cơ tương đối nha, thì cái đề bài kia tôi tính bất kỳ một số đo nào kết hợp nhân quả sau này thì các em đều phải lập bảng hay hết. Và sau khi lập xong thì chúng ta đã biết A, B, C, D là số nào hết rồi, thì các em cứ thế công thức các em tính cũng được. Là cái nhất. Cái thứ hai, tính xong người ta sẽ kêu mình phiên giải. Giả sử mình không nhớ cách phiên giải thì mình đã trình, nếu mình trình bày theo ba bước này thì mình sẽ phiên giải được luôn. Còn nếu chúng ta không trình bày theo bước này, chúng ta trình bày bước thứ ba thôi mà thế công thức á, thì các em vẫn phiên giải được nếu các em nhớ bài nha. Thì các em phiên giải bình thường. Rồi thì đó là hai cách để mình trình bày nha. Thì mọi khi sửa bài sẽ lưu ý cho bạn một số cái thông tin liên quan tới phần mà trình bày thế nào. Rồi, vậy là xong cái số đo đầu tiên là nguy cơ tương đối hay tỷ số nguy cơ. Chúng ta có thắc mắc về số đo này không? Không thắc mắc thì chúng ta sẽ qua số đo thứ hai nha. Rồi. Rồi, số đo thứ hai là tỷ số trên. Đây cũng là một số đo kết hợp nhân quả, hay còn gọi là tỷ số odds hay là odds ratio. Thì giống như nãy các em học là gì, nó là tỷ số nguy cơ hay là nguy cơ tương đối đúng không? Tỷ số nguy cơ là phép chia giữa hai nguy cơ, ông này là tỷ số odds có nghĩa là phép chia giữa hai hai cái odds. Được chưa này ha? Vậy lúc này chúng ta cũng bị ghen, hồi nãy các em ta vẫn khái niệm, hồi nãy khái niệm nguy cơ, bây giờ là khái niệm odds. Vậy là một cái odds như thế nào, họ định nghĩa như odds như thế nào? Thì odds chính là tỷ số số lần biến cố xảy ra trên số lần biến cố đó không xảy ra. Hiểu đơn giản là bản chất một cái odds là gì, là tỷ số giữa chia, thì x là cái xảy ra và y sẽ là cái không xảy ra. Được chỗ này ha. Thì ví dụ như nãy, tương tự như nãy, cũng có 100 bệnh nhân mắc ung thư x được điều trị bệnh viện Nga, sau 3 năm điều trị có 30 người tử vong. Vậy này tôi kêu mình tính odds tử vong trong nhóm bệnh, tử vong mà odds tử vong thì phải so với gì các bạn? Thì odds là gì, số lần biến cố xảy ra trên số lần biến cố không xảy ra, mà nếu odds tử vong bắt buộc phải so với không tử vong. Vậy là lúc này ta tính odds tử vong trong nhóm bệnh sẽ bằng tử vong là 30 nè, so với không tử vong là 70. Được chưa này ha. Và lúc này các em để ý kỹ giùm anh ha. Odds là tỷ số đúng không? Tỷ số số lần biến cố xảy ra trên số lần biến cố không xảy ra. Do đó anh tính ra giá trị này là 30 chia 70 bằng 0,43. Vậy có viết dạng phần trăm được không? Lớp trưởng đâu có nghe không? 0,43 này anh viết 43% được không, lớp trưởng? Dạ thưa anh là không ạ. Bởi vì Vậy đây sao? là tỷ số viết phần trăm được. Rồi chính xác nha. Bây giờ nó là tỷ số, giờ các em không được viết phần trăm được. Nó khác gì nãy cái phần mà nguy cơ tương đối, mỗi nguy cơ các em tính được là ra đơn vị phần trăm.
À, lưu ý cho mình cái này ha. Rồi. Rồi gắn vô bảng 2 nhân 2. Gắn vô bảng 2 nhân 2 giống như nãy các em. Thì trong trường hợp này anh đang giới thiệu các bạn đây là tính tỷ số odds hay tỷ số trên hay là OR trong nghiên cứu bệnh chứng. Do đó anh sẽ có hai cách tính. Anh có một cách tính, có hai cách tính trong trường hợp này ha. Thì cách tính thứ nhất là đang tính theo OR trong nghiên cứu bệnh chứng. Còn OR trong nghiên cứu cắt ngang thì để buổi sau sẽ nói phần đó. Nhưng mà một hồi trong cái phần bài tập chúng ta sẽ có liên quan tới phần đó, anh sẽ nói luôn. Nha. Thì thứ nhất trong cái bài này, cái bài giảng này, cái phần hướng dẫn này chỉ trình bày phần là OR trong nghiên cứu bệnh chứng. Do đó chúng ta sẽ có hai, có một cách tính đó là cho OR trong nghiên cứu bệnh chứng, đó là gì? Thứ nhất, chúng ta tính cái odds nhất là odds tiếp xúc trong nhóm bệnh. Bệnh chứng là nhóm bệnh so với nhóm không bệnh, thấy các bạn. Thứ nhất là odds tiếp xúc trong nhóm bệnh. Bạn chúng ta nhớ này, chứ odds là gì? Số lần biến cố xảy ra trên số lần biến cố không xảy ra. Kiểu này, odds tiếp xúc bắt buộc phải so với gì các em? Lớp học tập có không? Odds tiếp xúc phải so với gì? Rồi, odds tiếp xúc so với không tiếp xúc trong nhóm bệnh. Giữ này là odds là tỷ số giữa tiếp xúc so với không tiếp xúc. Giữ này em tính odds tiếp xúc trong nhóm bệnh sẽ là công thức như thế nào? Là gì? Đọc lại, tiếng lớn lên, không nghe. Rồi, A, chia C nhé các bạn. Rồi, tương ứng, cái còn lại các em là odds tiếp xúc trong nhóm không bệnh sẽ bằng B chia cho D. Được ha. Thì ở đây anh ghi là gì? Anh ghi là odds tiếp xúc trong nhóm bệnh. Anh đang ghi là ghi vắn tắt hay các em. Còn nếu chúng ta muốn ghi là đủ ra là gì? Odds tiếp xúc so với không tiếp xúc trong nhóm bệnh. Nhưng mà anh ta hiểu nãy bản chất một cái odds ta định nghĩa là gì? Odds là phải so giữa cái xảy ra với cái không xảy ra. Do đó nếu anh ghi odds tiếp xúc thì anh ta hiểu tiếp xúc bắt buộc phải so với không tiếp xúc. Nha, do đó này là mà trong nhóm bệnh đấy các em, nhóm bệnh là đây. Mà tiếp xúc là A nè, so với không tiếp xúc là C nè, mà tỷ số giữa hai này là A chia C. Tương này cũng vậy ha. Tiếp xúc trong nhóm không bạn cũng vậy là B chia cho D. Giữ này ô rồi các em là tỷ số odds, có nghĩa là phép chia giữa hai cái odds các em dự tính được. Sẽ bằng A chia C chia cho B chia D. Để chỗ này hết các em. Rồi, bây giờ OR giống như nghe R nãy. Nếu các em tính ra một giá trị bất kỳ. Giả sử như lúc này OR các em tính ra bằng 3 đây chẳng hạn. Thì em sẽ đọc như thế nào? Rồi, trường hợp chúng ta không có nhớ bài. Nếu chúng ta trình bày đúng ba bước này. Ha, chúng ta trình bày từng ý này. Thì các em đọc như thế này ha. Odds tiếp xúc trong nhóm bệnh cao gấp 3 lần so với odds tiếp xúc trong nhóm không bệnh. Vẫn được. À, gì? Odds tiếp xúc trong nhóm bệnh cao gấp hay là cao hơn ha. Odds tiếp xúc trong nhóm không bệnh 3 lần. Được hay các bạn? Giả sử nếu các em trình bày theo ba bước này. Còn nếu các em trình bày bước cuối thôi là OR sẽ bằng A chia C chia B chia D bằng con số 3. Xế số vô bằng số 3. Thì chúng ta vẫn đọc nha, nếu chúng ta nhớ bài thì vẫn đọc đúng được nha các em, vẫn đọc như nãy. À, để các em vẫn đọc được. Thì vắn tắt còn hai bước. À, nhưng mà chúng ta phải đọc đúng nha. À, trường hợp nếu chúng ta không nhớ bài chúng ta phải trình bày như vậy. Thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian các em phải suy nghĩ hơn. Rồi. Thì đó là cái cách đọc. Hoặc là một cách đọc vắn tắt hơn nha, đối với OR. Đó là gì? Odds tiếp xúc trong nhóm bệnh cao gấp 3 lần so với nhóm không bệnh. Đọc vắn tắt nha, anh bỏ luôn cái odds tiếp xúc phía trước. À, thế là đọc vắn tắt. Đây là nghiên cứu bệnh chứng nha các bạn. Nên là đây là OR trong cứu bệnh chứng là nhóm bệnh so với nhóm không bệnh. Rồi, gắn với ví dụ này, đây. Một nghiên cứu bệnh chứng tiến hành trên 200 người loãng xương và 800 người không loãng xương. À, nhóm biết xem giữa loãng xương với tiền sử gãy xương có liên quan không? Thì họ nghiên cứu họ thấy là trong 200 người loãng xương có 50 người có tiền sử gãy xương. Rồi trong 800 người không loãng xương á thì có 75 người có tiền sử gãy xương. Khi chúng ta tính tỷ số trên trong trường hợp trên và lý giải kết quả đó. Thì bài này muốn làm thì cũng phải làm vậy các em. Giống như bài nãy thôi. Cũng phải lập cái bảng 2 nhân 2. Được ha. Và nguyên tắc là bảng 2 thì các em cứ điền đúng chính con số trong đây và sẽ điền những giá trị tương ứng vào. À, cái này đang bấm nhanh cho các bạn ha. Rồi bây giờ điền chính con số vào. Thứ nhất, cái nghiên cứu này nó tiến hành trên mấy trăm người loãng xương. À, ta nhìn đây ha. Là 200 người loãng xương và 800 người không loãng xương. Vì là lúc này ta nhìn ở đây. 200 người loãng xương là tương ứng với A cộng C trong cái bảng 22 các em, chính là giá trị chỗ này. Được ha. Trong 200 người loãng xương có bao nhiêu người có sợi gãy xương các bạn? Có 50 người có sợi gãy xương thì 50 người tương ứng với A chia C. Được chỗ này ha. Tương ứng với 800 người không loãng xương chính là B cộng D trong bảng 22 các em. Mà trong 800 người này có 75 người có tiền sợi gãy xương thì 75 người tương ứng với giá trị B chia ra được D. Được chỗ này ha.
Gen sẽ đền được tất cả 9 con số này, coi như là xong cái bảng 22. Và nếu được đúng cái bảng này, những năm trước được nửa điểm. Hôm nay không biết sao ha. Nó đền đúng được cái bảng được nửa điểm. Nhưng mà nếu các em đền sai cái bảng, em ngoài mắt nửa điểm ra, em mắc điểm dưới nữa, liên quan tới phần tính toán. À, thì lý gì mình cái này. Rồi đề bài kiếm ta tính cái gì? Tính tỷ số trên hay tỷ trên, và giải kết quả thì chúng ta cũng giống như hồi nãy các em làm. Các em giờ chúng ta sẽ tính theo ba bước bước thắng với các bạn để các bạn nhớ là nhiều khi chúng ta còn phiên giải ha. Thì cái đầu tiên chúng ta sẽ tính gì, đây là OR trong nghiên cứu bệnh chứng đúng không? Người ta sẽ tính nhất là O tiếp xúc trong nhóm bệnh trước. Nhóm bệnh kem là loãng xương nè, mà tiếp xúc nghĩa là tiền sử gãy xương trong loãng xương, vậy là O tiếp xúc như nhóm bệnh này sẽ bằng A chia cho C. Đây như nãy các bạn nhà bạn lớp phó có nói đó ha, là bằng A chia C này. Cái thứ hai là O tiếp xúc trong nhóm không bệnh sẽ bằng B chia D. Được chưa này ha? OR sẽ bằng hai này chia với nhau là tỷ số O. Ra kết quả là 3,2. Nếu này con số 3,2 này sẽ học như thế nào? Giả sử anh không nhớ bài mà anh trình bày đúng ba bước như thế này, thì anh sẽ dựa trên ba bước này để anh đọc nhé các bạn. Là gì? Ót tiếp xúc trong nhóm bệnh cao gấp 3,2 lần so với ót tiếp xúc trong nhóm không bệnh. Được chưa này ha? Nhưng lúc này các em phải cố gắng là gì? Gắn vô cái ví dụ của mình nha. Ở đây tiếp xúc là gì và bệnh đây là gì? Chứ phải đọc lý thuyết nha. Nhớ như vậy đó. Giả sử như cái này là bệnh, chúng ta là loãng xương, và tiếp xúc này ta là tiền sử gãy xương chẳng hạn. Vậy nên ta đọc gì? Ót tiền sử gãy xương trong xương cao gấp 3,2 lần so với nhóm không loãng xương. Được cái này ha. Thì đó là một số cái cách đọc, các bạn hãy đọc cách như anh chỉ ha. Nhưng mà cố gắng là gắn vô cái ví dụ mình nhé các bạn. Và cái chữ odd này nếu chúng ta không thích viết từ tiếng Anh này thì chúng ta thấy chữ odd thì bằng tiếng Việt vẫn được. Thì tiếng Việt của chữ odd nghĩa là chênh lệch. Thay vì các em viết chữ odd á thì em thấy bằng chữ chênh lệch vô. Giả sử như anh thấy bằng chữ chênh lệch nó sẽ đọc như thế này. Chênh lệch tiếp xúc, hay là chênh lệch gãy xương trong nhóm loãng xương cao hơn chênh lệch gãy xương trong nhóm không loãng xương 3,2 lần. Nghe các bạn lưu ý mình ha. Rồi. Nào kẹp chỗ này không? Không. Rồi con hiểu nha. Anh sẽ qua tới số thứ ba. Rồi, sang số thứ ba này nó trên cái tiêu đề ghi là các số đo kết hợp nhân quả, mà đúng là các số đo kết hợp tác động hay các em, nó là số đo tác động nhiều hơn, nó không phải là cái số kết hợp nhân quả. Rồi thì R này còn gọi là nguy cơ quy thuộc trong nhóm phơi nhiễm có hai loại, nhưng mà ở đây các em chỉ học một loại thôi, đó là nguy cơ quy thuộc. Thì họ còn gọi cái này là nguy cơ quy chất. Thì hiệu là A. Và nhìn vô cái hình này thì mà anh biểu đồ này nhìn ha, thì biểu đồ nó có hai cái biểu đồ là cột bự ở đây nè, thì một cái cột người ta mô tả do cái tỷ lệ bệnh trong nhóm phơi nhiễm hay là tỷ lệ bệnh trong nhóm tiếp xúc được ha, thì nó ký hiệu là CIE hoặc là IRE được hết. C là chúng ta học qua rồi, xong nhắc lại nha. Rồi tương tự cái cột lùng lùng đây thì tôi kêu là tỷ lệ bệnh trong nhóm không phơi nhiễm hay là tỷ lệ bệnh trong nhóm không tiếp xúc, cái hiệu là C0. Cái hiệu E với 0 là cái hiệu mà liên quan tới tiếp xúc tiếng Anh đấy các em, còn kia là không tiếp xúc. Rồi có hai cột như vậy, hai tỷ lệ như vậy, nếu anh lấy tỷ lệ bệnh trong nhóm tiếp xúc chỗ này là cột bự nè, anh trừ đi tỷ lệ bệnh trong nhóm không tiếp xúc thì anh được cái cục dư dư màu cam trên đây nè, thấy không? Cục dư dư màu cam trên đây thì cục này ta gọi là nguy cơ quy thuộc trong nhóm phơi nhiễm hay còn gọi là AR. Được chỗ này ha. Rồi nếu gắn vô bảng 2 x 2 thì nãy mình nhớ đúng không, tỷ lệ bệnh trong nhóm xúc sẽ bằng A chia A cộng B, rồi tỷ lệ bệnh trong nhóm không xúc sẽ bằng C chia C cộng D như cái bảng 2 x 2 nó ta học rồi. Thì hai này trừ nhau thì ta sẽ được AR. Giả sử nếu giống như dấu trừ này nè, anh thấy bằng dấu chia, vậy là chỉ số nào nãy các em đã được học rồi. Đầu tổ trưởng tổ 1 đây, có biết không? Giả sử dấu trừ chỗ này ha, dưới hạn thức này anh thấy bằng dấu chia, vậy là chỉ số nào nãy các em đã được học? Dạ rồi rồi. Rồi, chính xác ha, là nguy cơ Đó tương là đối nha chính các bạn. rồi rồi. Rồi. Để các em đối với mình ha, thì hàng này thì khác nhau chỗ dấu trừ dấu chia đó. Tỷ lệ bệnh trong nhóm tiếp xúc mà chia cho tỷ lệ bệnh nhóm không tiếp xúc thì sẽ ra được RR. Nhưng mà nếu lấy tỷ lệ bệnh trong nhóm tiếp xúc, các em trừ đi tỷ lệ bệnh trong nhóm không tiếp xúc
các em sẽ được A rồi. Vì hai cái này phiên giải khác nhau ha. Rồi, trường hợp AR ta tính ra được giá trị bất kỳ. Các em thấy này, bản chất hai này gì? AG là hiệu số dư hai cái tỷ lệ với nhau đúng không? Thì hai hiệu số hai tỷ lệ với nhau các em trừ ra cũng sẽ ra một cái tỷ lệ tương ứng. Vậy lúc này khi mà đọc AR đúng không? Thì sẽ đọc như thế nào? Có bao nhiêu phần trăm bệnh trong nhóm phơi nhiễm thực sự là do phơi nhiễm gây ra? Thì đó là cách đọc của AR ha, đừng bị rối chỗ này nha. Cái phần này lý thuyết anh ta nói rồi, bảo mình có trình bày số cho các em gọi luôn ha. Thì nhắc lại phiên giải có rồi, giả sử rồi ra 3% đi, em được và thuốc lá như bạn vành đó thì lại các bạn vấn đề gì vậy? Không nghe hả? Các em kiểm tra mạng nha, chứ bên mạng bên anh là bình thường nha. Nó bị ồ hay sao? Giờ nãy nó hơi Rồi lắc rồi. thế này. Của mấy em bị lắc hay của anh bị lắc? Em cũng không biết nữa. Rồi thì anh sẽ nói lại cái phần phiên giải AR nha, một số bạn chưa nghe rõ đó. Bây giờ nói chuyện nghe rõ chưa, có bị giật gì không? Dạ giờ ổn. Rồi thì tiếp tục lại nhé các bạn. Rồi ta nói lại phần phiên giải của AR. Thì ta lưu ý dùng AR nó là hiệu số giữa hai cái tỷ lệ, nếu khi kem trừ ra thì cũng ra một cái tỷ lệ mới. Và ta xin AR, giả sử chỗ này kem trừ ra được là 3%, AR ra là 3%, thì chúng ta sẽ phiên giải như thế này: 3% bệnh trong nhóm phơi nhiễm thực sự là do phơi nhiễm gây ra. Được chỗ này ha. Thì đó là cách đọc của AR, là quy trách nhiệm cho một cái yếu tố nó chịu bao nhiêu phần trăm trong việc gây cái bệnh đó. Và chúng ta cũng chỗ này chúng ta lưu ý dùm, là một cái bệnh hay là tốt nghiệp để gây cái chiếm bao nhiêu phần trăm trong việc gây cái bệnh đó. Nghe mình ha, giờ này ta đọc như vậy thì các em sẽ bị hơi hơi kiểu khó hiểu, nhưng mà tập trung nghe nghe kỹ là đọc lại ha. Giả sử như lắc nè, sao bên anh đâu có, mấy em nói chuyện anh nghe rõ mà đâu bị gắt mạng đâu mà sao nó ngộ vậy. Lắc chắc bạn ảnh là tại vì nhiều bạn bị lắm, em cũng bị. Vậy để anh thoát cái phần trình bày ha, rồi anh sẽ trình bày lại với các bạn.
Mình xin test mạng thấy coi có vấn đề nha. Em đợi xíu á. Rồi mình tiếp tục các bạn. Lại cái ví dụ hồi nãy ha, ví dụ lúc mà chúng ta tính RR các bạn, thì đây là cái bảng 2 nhân 2 đã trình bày rồi, thì yêu cầu của cái đề bài là kêu chúng ta tính AR trong trường hợp này, ví dụ cho AR ha. Thì các em cũng giống như hồi nãy, đối với tính RR các em tính hai cái nguy cơ là nguy cơ bệnh trong nhóm tiếp xúc và nguy cơ bệnh không tiếp xúc, hay còn gọi là tỷ lệ bệnh nhóm tiếp xúc ha, và tỷ lệ bệnh trong nhóm không tiếp xúc. Thì chúng ta cũng tính hai cái bước gian nãy, đó là tính hai cái tỷ lệ này được ha. Thì tỷ lệ bệnh trong nhóm tiếp xúc sẽ bằng A chia A cộng B, còn tỷ lệ bệnh trong nhóm không tiếp xúc sẽ bằng C chia C cộng D. Thì ra được hai chị này. Rồi nếu anh lấy hàng này anh chia với nhau, anh sẽ lấy hàng này anh chia với nhau, anh chia thì anh sẽ được giá trị nãy như bạn lớp tổ trưởng tổ một có nói là RR. Còn nếu mà lấy hàng này anh trừ nhau trong theo công thức kem ha, là AR sẽ bằng CE trừ đi C0 hay bằng A chia cộng B trừ đi C chia C cộng D, thì chúng ta sẽ được là 3%. Cái này ha. Vậy là con số 3% này sẽ đọc như thế nào? Giống như cái ví dụ này đọc các bạn ha. Là gì? 3% bệnh trong nhóm tiếp xúc hay trong nhóm phơi nhiễm thực sự là do phơi nhiễm gây ra. Ha. Nó sẽ đọc như thế này. Để các bạn 3% bệnh trong nhóm tiếp xúc thực sự là do tiếp xúc gây ra. Thì chúng ta gắn vô cái ví dụ chúng ta là đây là hút thuốc lá về bệnh mạch vành, thì mới gắn vô 3% bệnh mạch vành trong nhóm người hút thuốc lá thực sự là do hút thuốc lá gây ra. Thì đó là cách đọc của AR nhá. Và con số 3% là con số tuyệt đối các bạn, có nghĩa là thuốc lá nó chiếm 3% trong việc gây cái bệnh đó, được chưa này ha. Rồi ngoài ra AR chúng ta có một cách đọc thứ hai, chúng ta không đọc theo con số phần trăm mà chúng ta từ con số phần trăm chúng ta quy con số người chúng ta đọc, thì là cách quy số người ha. Giả sử như nghiên cứu này nãy nó kéo dài trong vòng 10 năm đúng không, nếu anh đọc đầy đủ có yếu tố thời gian trong đó ha, thì chúng ta đọc như thế này, 3% thì anh đọc là 100 với 3, đọc như thế này trong 100 người hút thuốc lá có 3 người bị bệnh mạch vành thực sự là do hút thuốc lá gây ra trong vòng 10 năm, nên ta gắn tiêu thời gian vô đó. Thì là cách đọc thứ hai các bạn, anh sẽ nhắc lại. Thì cái đọc thứ nhất đó là gì, trên cái slide để trình bày đó là 3% bệnh mạch vành trong nhóm người hút thuốc lá thực sự là do hút thuốc lá gây ra. Thì cái đọc thứ hai chúng ta quy con số 3% là con số người tương ứng để chúng ta đọc, đó là gì, trong 100 người hút thuốc lá thì có 3 người bị bệnh mạch vành thực sự là do hút thuốc lá gây ra, được chưa này ha. Đó là hai cách đọc, và chúng ta thấy cách đọc nào dễ chúng ta sẽ tham khảo cái đó nha các bạn. Rồi số thứ hai, số thứ tư đó ha, là phần trăm nguy cơ quy thuộc trong nhóm phơi nhiễm, ký hiệu là A và phần trăm, và A và phần trăm này bản chất nó là con số tương đối hay con số đại diện con số R trong cái tổng là CIE hay là IRE ha. Thì giống như cái hình nãy chúng ta thấy đúng không, cái biểu đồ nãy chúng ta thấy á, anh sẽ chiếu lại cái biểu đồ các bạn ha, đây nhanh quá, cái biểu đồ nãy ha,
Thì đây là tỷ lệ bạn trong nhóm tiếp xúc nè, đây là tỷ lệ bạn trong nhóm không tiếp xúc nè. Anh lấy này anh trừ cho này sẽ ra được cục màu cam trên đây, cục này chính là AR. Bây giờ anh muốn biết AR nè nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cục lớn này, thì chính là chỉ số AR phần trăm. Thì không biết AR chiếm bao nhiêu phần trăm trong cục lớn này, có phải chúng ta lấy AR ta chia cho cục lớn này không các bạn? À, giả sử như chỗ này cục lớn lớn này đi, thì cái màu đỏ nè, màu đỏ là số nam trong lớp các bạn nè, màu 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 xanh này là số nữ trong lớp các bạn nè, hai này cộng lại ra sẽ số lớp của các bạn đúng không? Giờ anh kêu tính tỷ lệ nam trong lớp, thì có phải các em lấy số nam chia tổng số lớp không? Được ha, thì chúng ta cái này chúng ta hiểu giống như vậy. À, thì bản chất ta tính AR phần trăm là con số đại diện của AR trong cái tổng là CE. Do đó khi mà công thức này chúng ta áp vô, à, thì sẽ như thế này, bằng AR chia cho CE. Còn cái công thức trên đây là công thức tính nhanh đó các bạn. Giả sử nếu các em có RR rồi thì AR phần trăm sẽ bằng RR trừ 1 chia cho RR. Thì bản chất này là khi mình cũng tính nhanh thôi, chúng ta cũng yếu rồi ha. Rồi. Phiên giải của AR phần trăm như thế này. Con số này cũng cần có phiên giải các bạn. Này ra là nó có hai cách phiên giải, đây cách phiên giải thứ nhất. Trong nhóm người phơi nhiễm chỉ có bao nhiêu phần trăm trong số họ mắc bệnh thực sự là do phơi nhiễm gây ra. Anh các bạn ha. À, trong nhóm người phơi nhiễm chỉ có bao nhiêu phần trăm trong số họ mắc bệnh thực sự là do phơi nhiễm gây ra. Rồi, cái này tập trung nha. Rồi cách phiên giải thứ nhất. Rồi cách phiên giải thứ hai. Đây. Nếu kiểm soát được phơi nhiễm trong nhóm người phơi nhiễm. Tập trung nha. Nếu kiểm soát được phơi nhiễm trong nhóm người phơi nhiễm thì sẽ giảm được bao nhiêu phần trăm bệnh trong số họ. Thì đó là hai cách đọc của AR phần trăm. Thì chúng ta sẽ gắn vô cái ví dụ để các bạn đọc ha. Rồi. Đây, ví dụ nãy. Cũng ví dụ nãy đúng không? Chúng ta vẫn tính CE, C0 là tỷ lệ bệnh trong nhóm tiếp xúc và tỷ lệ bệnh trong nhóm không tiếp xúc, chúng ta ra được hai chỉ này. Hai này chúng ta trừ, chúng ta sẽ ra được AR. Bây giờ đề bài kiếm ta tính AR phần trăm. Thì giống như công thức kem cứ áp vào thôi ha. Thì AR phần trăm sẽ bằng AR chia cho CE sẽ bằng 3% chia 4% nhân với 100% sẽ ra là 75%. Lúc này AR là con số là 75%. Thì đọc sao vậy các bạn? Nó áp cho ví dụ này đọc ha. Gì? À, trong nhóm người phơi nhiễm đúng không? Chỉ có hay là có bao nhiêu phần trăm là bệnh trong số họ? Hay trong số họ mắc bệnh là do phơi nhiễm gây ra. Thì tôi gắn cho ví dụ này ha. Đây. Còn cách đọc thứ hai này, ví dụ cái phiên giải này, phiên giải cách đọc thứ hai các bạn là nếu kiểm soát việc hút thuốc lá trong nhóm người hút thuốc lá thì sẽ giảm được 75% bệnh mạch vành trong số họ. À, thì đó là cách phiên giải thứ hai. Còn cách phiên giải thứ nhất là gì? Ta nhìn lại cái này cho các bạn nhìn lại cái này ha. Đây. Trong nhóm người phơi nhiễm chỉ có bao nhiêu phần trăm bệnh trong số họ mắc bệnh thực sự là do phơi nhiễm gây ra. Chúng ta gắn vô ví dụ nãy, trong nhóm người hút thuốc lá à, chỉ có 75% trong số họ mắc bệnh mạch vành thực sự là do hút thuốc lá gây ra. Nhớ nha. Rồi. Câu này nó sẽ hơi bị gói nha các bạn, chúng ta lưu ý giùm. Thì đó là xong cái phần bốn số đo nôm các bạn. Chúng ta có thắc mắc gì những cái chuyện này không? Chỗ nào trong bốn số đo này chúng ta cần phải giải đáp lại không? Nếu không á thì chúng ta sẽ làm bài tập giống như hôm qua. Nha, thì một hồi sẽ cho các bạn thời gian để các bạn làm. Bài tập đã chuyển cho hôm qua rồi ha, một số bạn đã kêu chuyển trước đó thì đã chuyển hôm qua rồi, thì các em nói là cái tối các em làm trước đúng không, thì bây giờ là cũng sẽ chia nhóm trong như hôm qua thôi để các em làm. Rồi thì bây giờ anh sẽ chia nhóm nha. Cái tờ bài tập hôm nay các bạn nhận được là có từ bài 6 tới bài 10 là cũng 5 bài giống như hôm qua thôi. Thì bài 6 là cái bài ôn lại cái phần mà số đo hôm qua các em đã được học. Thì bây giờ hỏi nha, chúng ta có muốn sửa, nếu sửa bài 6 luôn thì anh sẽ phân các bạn làm. Còn nếu các em nói là bài này có thể làm được giống như hôm qua thôi thì các em không cần phải sửa, các em cứ nói lên. Sửa bài 6 không? Bạn lớp trưởng đi ha, lớp trưởng là lớp phó của lớp đi. Bài 6 này các em có sửa không hay là các bạn muốn tự làm? Dạ sửa luôn đi anh.
Sửa luôn ha, vậy anh sẽ phân luôn ha. Vậy nói chung là phân hết cho tất cả các bạn làm nha. Rồi. Bây giờ phân nha. Hôm qua cũng là 10, hôm qua lớp này cũng có 18 tổ. Hôm nay các bạn IC mà học bù không bạn? Ok, anh sẽ phân cho bạn luôn. Thì anh sẽ phân nha. Cái bài số 6 này cũng khá là nhiều ha, do đó tổ 1 với tổ 4 ta sẽ làm bài số 6. Tổ 5. Tổ 5 thì làm bài bài 7 mà câu A nha. Rồi. Tổ 6 sẽ làm bài 7 mà câu B. Rồi tổ 7 sẽ làm 7 mà câu C. Rồi. Bài 8 thì cũng có 3 câu thì tương ứng với tổ 8 đến tổ 10 thì các em sẽ làm tương ứng 3 câu là A, B, C nha, là tổ tổ 8 thì câu A, tổ 9 thì câu B và tổ 10 là câu C. Bài 8 nha. Có em là bài 8 đó các em. Rồi. Còn tổ 11 đến tổ 14 á, thì các em làm bài chính. Tổ 15 đến tổ 18 thì các em là 10. Bạn Hà Nguyễn ha. Bạn Hà Nguyễn thì em làm cái bài bài 7A ha. Rồi. Thì cũng giống như hôm qua ha, anh sẽ cho các bạn khoảng 30 phút, có nghĩa là từ đây tới 2 giờ 45 thì anh sẽ quay trở lại, anh sẽ sửa bài các bạn. Thì trước đó 5 phút anh sẽ gửi cho các em cái link để các em gửi cái bài các em làm giống như hôm qua, chụp cái hình ảnh cái bài làm, viết họ tên mã số nhân viên của mình. Được ha. Rồi, giờ các em cứ làm ha, khoảng 30 phút để các em làm đó.